Với tài chính chưa đến 6 tỷ, anh chị đang có nhu cầu tìm nhà, xe hơi đậu được trong nhà thì hãy xem video căn nhà này nhé. Hôm nay Toàn sẽ giới thiệu với anh chị một căn nhà trong một khu dân cư cao tầng đồng bộ thuộc đường Huỳnh Tấn Phát, Nhà Bè, cách quận 7 chỉ 2 km thôi nha anh chị. Căn nhà diện tích là ngang 4, dài 12,5m, một trệt, 3 lầu được trang bị full nội thất. Bây giờ Toàn xin mời anh chị di chuyển vào bên trong để mình xem căn nhà này có gì đặc biệt không nhé. Với diện tích chỉ có 50m² thôi, phía trước bố trí một cái gara đậu ô tô. Với diện tích khoảng 50m², phía trước sẽ bố trí được một cái không gian để mình đậu xe hơi nha anh chị. Liền kề với không gian đậu xe hơi là khu vực phòng khách với diện tích rộng cũng khoảng hơn 20m², đã được trang bị đầy đủ nội thất, bao gồm một bộ sofa, bức tường phía sau bộ sofa trang trí cũng rất đẹp luôn. Đối diện sofa sẽ là kệ tivi kết hợp với kệ trang trí. Căn nhà này đã được trang bị nội thất gần như là đầy đủ rồi nha anh chị, chỉ thiếu là ra nệm thôi. Không gian bếp với diện tích rộng cũng khoảng 20m², cách thiết kế và trang trí rất là sang trọng. Phía sau cùng sẽ có một cái khoảng sân sau làm giếng trời lấy gió và lấy ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài vào. Tại đây sẽ có một cái vệ sinh. Bếp hình chữ L với đầy đủ tất cả các công năng sử dụng đã được trang bị rất nhiều nội thất nha anh chị. Bây giờ Toàn xin mời anh chị di chuyển lên trên lầu để mình xem các phòng ngủ nha. Với 4 phòng ngủ thì căn nhà này sẽ phù hợp cho gia đình anh chị có từ 6 cho đến 8 thành viên. Và đây là phòng ngủ phía trước với diện tích rộng cũng khoảng hơn 20m², đã được trang bị đầy đủ nội thất và mỗi phòng ngủ sẽ có vệ sinh riêng ở trong phòng luôn nha anh chị, rất thuận lợi cho việc sinh hoạt chung cho cả gia đình. Và sảnh hành lang tại các tầng cũng được trang trí rất đẹp luôn. Và phòng ngủ phía sau với diện tích rộng cũng khoảng 20m², đã được trang bị đầy đủ nội thất. Khi mua căn nhà này anh chị chỉ việc làm trang bị giường ra nệm, ý khi mua căn nhà này anh chị chỉ việc là trang bị ra nệm thôi là đầy đủ. Hai phòng còn lại tại tầng 2 thì cũng tương tự, Tầng sẽ lướt qua và mời anh chị di chuyển lên tầng 3. Tại tầng 3 sẽ là khu vực phòng thờ, sân thượng và sân phơi. Sân phơi phía sau cũng đã được trang bị đầy đủ khung bảo vệ nha anh chị. Và Toàn đang đứng tại không gian phòng thờ. Nếu không làm phòng thờ thì anh chị có thể làm nơi đập. Nếu không làm phòng thờ thì anh chị có thể làm nơi tập thể dục cũng rất là ok. Sân thượng phía trước cũng rất là rộng rãi. Và đây sẽ là thông tin quan trọng nhất của video ngày hôm nay. Vị trí của căn nhà trong một khu dân cư đồng bộ thuộc đường Huỳnh Tấn Phát, Nhà Bè, cách quận 7 chỉ 2km thôi. Diện tích là ngang 4, dài cho 12,5m, một trệt, 3 lầu, full nội thất. Giá đang được chào bán là 5.980.000.000, vẫn còn thương lượng. Và anh chị quan tâm đến căn nhà này thì liên hệ với Toàn theo số điện thoại 0907 657 687. Và đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video về nhà đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.